Em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo leo. Anh chờ yêu thương về qua bên
dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vây trầu. Hãy subscribe.
thật đẹp như mơ. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xuôi. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi, chứ ngày hôm
hôm nay chuyện sách nhỏ nó xong rồi. Nếu tiếng của tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Bà con ơi, chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới tới được một ngày vui. Các cụ ông cụ bà nam nữ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, ông Nhâm và Nhâm ở bên nhà, tất cả các cụ bên nhà họ nhà gia hôm nay đã tu lễ để mang đến nhà gái để làm lễ tổ cho hai cháu. Thì hôm nay là đại diện gia đình nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận của bên họ nhà gia để các cháu xin tiến lễ để làm lễ tổ. Tôi ơi anh
chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Anh Mười ơi. Cái gì? Anh Mười em? Ra đây coi đi, làng mình hôm nay có đám cưới nè. Vui lắm đó anh. Em nói thiệt đó. Anh không đi phải không? Anh không đi là em đi một mình đó nha. Trời đất ơi, đang ngủ mà kêu kêu cái gì vậy không biết nữa. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bến tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô hồ dâu nè, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh dễ quê sau khi các cụ uống kiểu hỏi như thế này
công việc của hai cháu làm lễ tổ đã viên xem. Thế lúc này là đại diện họ nhà gái cháu xin có hai ý kiến. Cái thứ nhất nữa là xin trước hết là cảm ơn bốn cửa họ này có mặt tại đây để chứng kiến cái việc lễ tổ của hai cháu đến đây là viên xem. Chúng tôi xin đại diện gia đình họ nhà gái xin cảm ơn tất cả các cụ trong bốn cửa họ và thanh niên nam nữ trong hội hôn hôm nay. Cái thứ hai nữa cũng xin báo cáo với các cụ là chấp nhận ý kiến của cụ đại diện bên họ nhà gia là 9 giờ sáng ngày mai các cụ đến để xin cháu về làm dâu bên nhà họ nhà gia, là họ nhà gái chúng tôi xin đại diện cũng xin nhất trí để 9 giờ sáng ngày mai tiếp đón các cụ đến để đưa cháu về họ nhà gia. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa cũng xin chiếu cố lại một lần nữa để xin kính mời các cụ họ nhà gia đúng 11 giờ là để ra nhà văn hóa sưa rượu cùng với họ nhà gái chúng tôi được vui vẻ việc trăm năm của hai cháu. Xin hãy tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tầng làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rầm rầm. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng sung sang quê mình khang trang, tưng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu à, cùng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô chỉnh rồi ha. Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mớ gì không được đụng? Bây tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không. Thôi mình cứ uống chỉnh đi không? Uống chỉnh xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén ha. Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn ha. Riêng ly này tôi chúc cháu tầng làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. We'll be right back.
vọng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngóng trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt. Chỉ yêu nhau mà thôi, hoàng tử của em.
thật là hiền, treo bông
dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
trai nàng anh không thử chịu chơi. Những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò năm thì đâu xa chuyện thôn hào vật thả. 500 mừng đi khắp thế gian trời, 600 mừng ta vẫn cứ dòng trời. Anh nhận hành tinh còn em nhất trận đời. Lại 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 em ơi bảo lại. Ôi trời ơi, làm gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em ở cả hơi tài. Gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy. Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao.
con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Trái nở hoa, có em về.
trắng sáng đời ta. Ngày hôm nay tới từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thanh Tuyền, xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị thân mến, sự hiện diện có mặt của trên các cụ và các bà cùng với tất cả quý vị đại biểu khách quý của gia đình nhà trai đã và đang hiện diện tại khán phòng họ nhà trai để tham dự với chương trình đại tiệc diệu hồng, gửi những lời chúc phúc may mắn tốt đẹp dành tặng hai nhân vật chính và hai bên gia đình thông gia. Đây chính là một niềm vinh dự vô cùng ý nghĩa lớn lao của đại gia đình nhà trai được tiếp đón tất cả quý vị trong một không gian vô cùng trang trọng ngày hôm nay. Và để đáp lại tình cảm của tất cả quý vị đã dành những khoảng thời gian quý báu và ngọc để đến tham dự trong bữa tiệc ẩm thực trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời trở về khu vực phía sân khấu. Đó chính là Bác Cường, đại diện từ phía gia đình nhà trai sẽ lên có ý kiến phát biểu những lời cảm ơn cảm tạ sâu sắc tới tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Đặc biệt sẽ có đôi lời mời tới tất cả quý vị sẽ khai tiệc diệu hồng trong ngày đại hỷ hôm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nâng. Xin kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, ba bề bốn bên cùng toàn thể thanh niên nam nữ bạn bè của hai cháu. Hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, và qua một thời gian hai cháu Hoàng và cháu Bảo đã tìm hiểu nhau, hôm nay đã lên duyên vợ, lên duyên chồng. Vậy hôm nay là ngày này tháng tốt, ông bà nhân đợi có tổ chức trăm năm hạnh phúc cho con trai. Vậy gia đình cũng xin có lời mời đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đến tại đây để dự cái bữa tiệc chúc vui mừng gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Hát em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thời. Làng quê ta đêm nay vui quá, xưa em về trên chiếc thuyền hoa, trên màn rơi đâu che khăn nịt đôi môi hồng. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng, rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa, cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trắng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Không phụ lòng em luôn cầu mong sẽ
đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát phong. Dặn dừa cao lưỡi chúc bờ lâu xưa đã cùng em vui vườn trâu nghiêng nắng hàng cao xanh rạt rào bên giàn thiên lý bên khóm mai ngày xuân thắm hạ cùng em mân mai. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm anh về nơi ấy bao yên oanh đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình thương một vầng trăng nghiêng lên lén bên em một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát phong. Cho bằng anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hoa tình yêu thắm nồng con tim thanh thơ, trong giấc mơ thơm lộng gọi ong bướm lại hòa nhạc, bao gian truân khổ lụy trần gian anh gương vào mây, bao gian truân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi, biên cương anh một tay bút thần ảnh thu hoa tranh. Đem sức cháy xây đền đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lọng lừa, không đắn đo không chần chờ, cần gì đâu phải ngờ chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời, niềm tin và sức sống
không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình, trên chuyến xe tóc hành tình. Em không sao đi tìm tìm cho ai ra bằng anh, trong muôn đêm trong vàn ngày đóng xa tay nào ai. Thì là xe chào thua nói gì đâu vô đừng mong, anh hiếm hôi hơn nhọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đi number one, không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Chuân khổ lụy trần gian anh gom vào mây, bao gian chuân đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay vuốt thuần ảnh thu hoa tranh, đem sức cháy xây đền đài gom vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say gian, không lọc lừa không đắn đo không chần chờ, cần gì đâu phải ngờ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời, niềm tin và sức sống không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình, trên chuyến xe tóc hành tình. Không sao đi tìm tìm cho ai ra bằng anh, trong muôn đêm trong vàn ngày đóng xa tay nào ai. Thì là xe chào thua nói gì đâu mô đừng mong, anh hiếm hôi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đi number one, không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Sáng sớm tuyệt vời, xuân đã đến.
song thân yêu dấu. Tặng đó hoa hồng ngát hương, giữ tình yêu chung vui với mọi người. Lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ, giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái, nhịp rộn ràng tim say đắm. Thank you.
đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là anh. Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. À, của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề
này tôi để đứa con đấy tôi nuôi được gần năm rồi. Bây giờ con nó về nhà ông nhà bà, đấy mai thì con nó vô sẽ đi cùng ông bà thấy ít. Dạy chết với ông bà là dạy nhiều. Các cụ con nó có hớ anh cái gì thì ông bà cũng ngoảnh đi thì con nó dạy, mà ngoảnh lại thì con nó khôn. Thế thì tôi chỉ có ngần ý lời để tôi gửi gắm các cụ với ông bà ở bên ý. Rồi con xin các cụ chẳng vào tay cho hai bà ấy ạ. Bốn lần rồi con. Chắc nơi đầu môi
Làng bên ơi vui ghê rước dâu miệt vườn, chị màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mơ. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô làm nghiêng cô thì cười duyên. Cõi xóm ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà, bà con lối xóm rủ nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kia đôi quyến xứng đôi vừa lứa né son môi cười. Mày tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt ngời khen, mấy thói được xem chiếc áo thời trang ghen áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng, cô ô dù che nó nghiêng bài thơ, trong xa như bướm bay vườn qua trước tha vào nhà. Làng bên ơi vui ghê rước dâu miệt vườn, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô làm nghiêm cô thì cười duyên. Cõi xóm ghê có ban nhà ca rước dâu về nhà, bà con lối xóm rủ nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu kìa đôi quyến xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt ngời khen, mày khó được xem chiếc áo thời trang chen áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng, cô ô dù che nó nghiêng bài thơ, trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu, nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu, nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong.
đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao chừng muôn ngọn nến. Bố con ơi, với con không ạ? Con xin các cụ chào mọi người ạ. Cháu xin báo cáo lên trên tất cả các cụ hai họ thế này. Ông bà ông hồi hộp quá. Nhưng có ý kiến nào thôi thì để ông đỡ cho con. Thôi từ trên kia rồi lại trên đường thánh lại tổ đường chung báo cáo trên tất cả các cụ bên hai họ. Thế thì hôm nay cũng là ngày tháng tốt mà đúng là được giờ đẹp. Thế trên các cụ nhà giai đã sửa cái giờ đến để giờ này đến để đón cháu về. Thế có một người căn dặn thì bố cháu hồi hộp quá. Thế các cụ thông cảm. Thế tất cả mọi cái thì thôi thì các cháu nó có khôn thì các cụ dạy ít mà các cháu nó dạy cũng dạy nhiều. Thế từ giờ này khi các cháu về bên nhà giai thì là này làm con các cụ không các bà rồi làm cháu tất cả các cụ rồi tất cả các cụ thông cảm cho các con các cháu. Thế xin phép đến đây là hết ạ. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo. Mời cô bác ta cùng mà giải khát, cứ uống mừng xuân sang
quê mình là khang trang, tưng bừng à gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô xỉn rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mớ gì không được đụng? Vì tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống xỉn đi không? Uống xỉn xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô Sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén không? Nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rãng không? Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, kính mời lên sân khấu là chú rể Huy Hoàng và cô dâu Tiểu Bảo. Xin được trân trọng kính mời hai bạn vui lòng khởi thân đứng dậy, tiến về sân khấu chính lễ đài tình yêu để cùng ra mắt tới tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay. Còn tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để nồng nhiệt chào đón hai nhân vật chính ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những bước đi đầu tiên trong ngày trọng đại của hai nhân vật truyền tải đi những thông điệp của hạnh phúc và của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay đang hiện diện tại sân khấu chính ngay lúc này, đó có mặt trong ngày hôm nay. Và những lời nói đầu tiên cho phép tôi, người dẫn dắt chương trình tới từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thanh Tuyền, xin được gửi lời cho hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Đặc biệt xin được trân trọng đỡ lời cho cô dâu chú rể, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cụ các bác bà cùng với tất cả quý vị đại biểu khách quý của hai bên gia đình đã và đang hiện diện tại khán phòng họ nhà trai và để hòa mình tham dự trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và để sau một ít phút nữa, cô dâu và chú rể họ sẽ chính thức là của nhau, họ sẽ chính thức nên duyên thành vợ thành chồng trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả quý vị khách quý hai bên gia đình. Khoảnh khắc ý nghĩa ngọt ngào, chúng tôi không để tất cả quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Hoài Thương xin được long trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Huy Hoàng và cô dâu Tiểu Bảo xin phép chính thức ra mắt
và bắt đầu. Yêu, hạnh phúc và hôn nhân luôn luôn là những điều thiêng liêng, cao quý, ý nghĩa, tuyệt vời, trọng đại nhất trong mỗi cuộc sống con người chúng ta. Trải qua một quãng thời gian dài tìm hiểu, thăng trầm đều có, hai nhân vật chính của chúng ta đó chính là cô dâu chú rể. Họ đã chính thức tìm được đỉnh cao của hạnh phúc, đó chính là hôn nhân. Ngày hôm nay, sự có mặt tới từ các cụ, các bà, cùng với tất cả các bác, các cô, các cậu, các mợ, các thím của hai bên gia đình, những người bạn tuyệt vời của hai bên gia đình cũng đã dành những khoảng thời gian quý báu và ngọc để về cùng tham dự trong chương trình Đại lễ thành hôn trong buổi sáng ngày hôm nay đang được hiện diện tại khán phòng họ nhà trai. Và để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, kính mời lên sân khấu ngay lúc này, đó chính là hai bác trưởng đoàn, đại diện của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Chúng con xin được trân trọng kính mời hai bác vui lòng khởi thân đứng dậy, tiến về sân khấu, sẽ có những ý kiến phát biểu trao dâu, nhận dâu, trao rể, nhận rể trong ngày trọng đại hôm nay. Từ miền Nam. Lời đầu tiên, chúng tôi hôm nay tôi là cụ Tuyên, được nhà gái cử đại diện cho họ nhà gái. Lúc này là lúc giờ quan trọng nhất của hai cháu Bảo và cháu Hoàng. Hiện nay, trước hết chúng tôi xin kính chào các cụ ông, cụ bà, toàn thể anh em nam nữ trong hội hôn ngày hôm nay có một sức khỏe năm mới dồi dào, mạnh khỏe. Phần thứ hai là chúng tôi cũng được sự ủy quyền của họ nhà gái đại diện lúc này để lên sân khấu trao cháu dâu cho họ nhà giai, cụ họ nhà giai đại diện để xin nhận cháu dâu. Lúc này chúng tôi xin phát biểu một ý kiến ngắn gọn thôi ạ. Trước hết là cháu Hoàng và cháu Bảo đã tìm hiểu lâu ngày, đến đây đã chín mùi và ngày này một năm chọn lấy một tháng chọn lấy một ngày lại chọn lấy một giờ. Bây giờ báo cáo các cụ là hiện nay là hội hôn là giờ trọng đại nhất của hai cháu. Vậy chúng tôi không biết nói gì hơn hết là lúc này để trao cháu Bảo cho cụ đại diện họ nhà giai, cho cháu Hoàng là một người chồng yêu quý của cháu Bảo, đến đây để chúng tôi trao lại cháu dâu cho tất cả các cụ họ nhà giai vào hội hôn hôm nay. Một lời chào sức khỏe, bye bye ạ. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những ý kiến phát biểu vô cùng quý báu và ngọc tới từ đại diện của gia đình nhà gái. Và thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Luôn chúc bác sẽ có một sức khỏe, gia đình luôn luôn được may mắn, an khang và thịnh vượng trong đầu xuân năm mới 2021. Kính thưa quý vị thân mến, quả đúng là miếng trầu thì là đầu câu chuyện. Hôm nay hai họ sum họp chúc mai để cho ngày ngày tháng tháng nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tư hải giao tình để cho hai bên gia đình thắt chặt gắn bó tình thông gia. Và xin đối đáp lại những tâm tư qua những tình cảm sâu sắc, từ những lời vàng qua những ý ngọc, với những phần trao dâu ý nghĩa tới từ đại diện của gia đình nhà gái. Ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ra mắt tất cả quý vị là bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình gia tộc nhà trai chúng tôi sẽ lên có ý kiến đáp từ những lời cảm ơn sâu sắc và ngọc tiếp theo tới tất cả quý vị. Đặc biệt đón nhận là những phần trao dâu vô cùng ý nghĩa tới từ đại diện gia đình nhà gái. Quý vị thân mến, thêm một tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị để nồng nhiệt chào đón bác ấy được không ạ? Cười lên. Alo. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bố họ và các bạn là thanh niên nam nữ đã bớt chút thời gian vàng ngọc để về đây để dự đám cưới của cháu Huy Hoàng và cháu Bảo, của đôi thanh niên, của đôi trai tài gái sắc. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình nhà gái đã đưa cháu Bảo về tới nhà chồng để làm cháu các cụ nội và bên ngoại và làm dâu. Ông Tâm là bà nhớ đó. Và tôi xin nhận những ý kiến của cụ trưởng đoàn nhà gái đã phát biểu ý kiến, và tôi xin nhận cháu Bảo là cháu dâu của bên nội cũng như bên ngoại. Và cuối cùng xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng,
Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kiến phát biểu tiếp theo tới từ đại diện của gia đình nhà trai ngày hôm nay đã đón nhận những tình cảm vô cùng quý báu, đó chính là những lời trao dâu vàng ngọc của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình nhà gái. Một lần nữa, chúng con những người làm chương trình xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều, luôn gửi lời chúc sức khỏe đặc biệt nhất dành tặng cho hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình, hai gia tộc ngày hôm nay. Xin mời hai bác sẽ dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt và một cái ôm thật chặt để thắt chặt gắn bó tình thông gia. Còn tất cả quý vị dành một tràng bắt tay thật lớn để chúc mừng hai bên, tất cả các bác, các cô, các cậu, các mợ, các thím của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, đặc biệt được sự đồng ý thống nhất từ phía hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình, hai gia tộc. Ngay lúc này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể, hai bạn cùng vui lòng tiến vào khu vực phía trong nhà làm lễ gia tiên. Trên các cụ các bà cùng với tất cả quý vị quan khách xong, cô dâu chú rể họ sẽ tiếp tục hiện diện tại sân khấu chính lễ đài tình yêu với những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa ngọt ngào trong buổi sáng ngày hôm nay. Khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi xin phép để ra mắt tới tất cả quý vị và xin mời toàn thể quý vị xin vui lòng tiếp tục hướng ánh nhìn lên sân khấu, đó chính là những kỷ vật thiêng liêng mà cô dâu chú rể họ sẽ trao cho nhau trong ngày trọng đại hôm nay, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Xin phép được ra mắt tất cả quý vị với chương trình chào nhẫn cưới. Xin mời cô dâu, bạn có thể đặt bó hoa xuống khu vực bàn danh dự. Xin mời chú rể sẽ lấy nhẫn cưới ra trao vào ngón tay giáp út bên phía tay trái dành cho cô dâu. Xin mời bạn. Và cô dâu cũng vậy, bạn cũng lấy nhẫn cưới của mình ra trao lại vào ngón tay giáp út bên phía tay trái dành cho chú rể. Xin mời. Quý vị thân mến, cánh tay trái là nơi gần trái tim nhất, nơi đây hai trái tim đã chính thức hòa cùng một hơi thở, hòa cùng một nhịp đập. Họ đã chính thức là của nhau, họ đã chính thức nên duyên thành vợ thành chồng. Bằng những tràng pháo tay giòn giã từ phía tất cả quý vị để chúc mừng. Đúng là bây giờ như này ạ. Các bạn có muốn cô dâu chú rể hôn nhau không ạ? Hôn thì nói nhỏ nhỏ thôi, khổ quá không ạ? Cứ bình tĩnh thôi ạ. Rồi, lại nhỏ nhạc cho em, nhỏ nhạc xuống. Bây giờ như này ạ, à, bây giờ mà nếu mà bạn nam bạn nữ nào mà chưa có người yêu mà cứ hôn nhau đi thì chính thức bạn hôn trước. Đấy, được không ạ? À? Bạn nam bạn nữ nào chưa có người yêu. Đấy, chúng tôi biết rằng là ngày không xa chúng tôi lại là sợi tơ hồng của các bạn, đúng không ạ? À? Và để cho không khí của chúng ta nó vui và nó rôm, và để cho tình yêu đẹp nhất của hai nhân vật chính họ được một khoảng không nho nhỏ, thì xin phép các cùng các bà cùng với tất cả quý vị sẽ dành thêm một tràng pháo tay nữa dành tặng cho hai nhân vật chính, được không ạ? À? Sẽ là một đủ đủ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Chú rể thân mến, em đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng cho em chú rể. Hãy nở một nụ cười viên mãn lên em. Cô dâu cũng vậy, sẵn sàng chưa em? Nở một nụ cười viên mãn lên. Tất cả quý vị sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng, dành thêm một tràng pháo tay nữa dành cho họ, được không ạ? Hai tay chú rể nắm thật chặt hai tay cô dâu, rất chính xác, đúng không ạ? Nhiều MC thì sẵn sàng bảo nào thì vào chỗ mềm, nào vào chỗ cứng. Thực báo cáo các cụ các ông bà, vui thì vui, nhưng mà cái gì cũng phải có tế nhị. Nhờ công ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chúng ta có ngày hòa bình, độc lập, tự do, đặc biệt có ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vì thế mà chúng ta làm cái gì cũng phải văn minh Hà Nội rồi, đúng không ạ? Ngay lúc này chúng tôi sẽ là nhịp cầu nối yêu thương, đếm từ 5 ngược xuống, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Xin mời.
bà có 11, 12 tuổi ra mắt xuống sửa ra. Nó nhìn thôi. Bắn khổ quá. Ở phía trên thì đang có mấy cái cô, cái cậu bé quá. Để con nào, đây. Nào con bé đầu dê một cái lên xem nào. Đây, được rồi. Ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ thực hiện với khoảnh khắc tiếp theo. Sẽ là khoảnh khắc cắt bánh tình yêu, nơi hai bạn chia sẻ ngọt bùi đong đầy cho nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tay đan tay cắt lên tầng bánh cao nhất của ngày hôm nay trước. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, tầng bánh đầu tiên là tầng bánh gửi những lời cảm ơn sâu sắc tới các bậc đấng sinh thành, những người cha, người mẹ của cô dâu và chú rể đã có công lao sinh thành dưỡng dục ra cô dâu chú rể. Và tầng bánh thứ hai đó chính là tầng bánh của ngôi nhà hạnh phúc. Nơi đây cô dâu chú rể sẽ chính thức sinh ra với những chàng hoàng tử, với những cô công chúa đầy ắp tiếng cười trong ngôi nhà hạnh phúc của mình. Và xin được trân trọng cảm ơn hai em với tầng bánh thứ ba tiếp tục. Đây chính là tầng bánh để gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cụ, các bác bà cùng với tất cả quý vị khách quý của hai bên gia đình. Những người bạn trẻ của cô dâu chú rể có mặt tham dự trong ngày đại hỷ hôm nay với hai chương trình đại lễ vu quy được hiện diện tại khán phòng của họ nhà gái, đặc biệt trong chương trình đại lễ thành hôn đã và đang hiện diện tại khán phòng họ nhà trai chúng tôi. Khoảnh khắc tiếp theo xin phép để ra mắt tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay, đó chính là khoảnh khắc khui nguồn hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể sẽ vui lòng khui nắp chai rượu, xin mời. Hướng nắp chai lên khu vực nắp trần. Ba gì? Chai rượu này là biểu tượng cho váy cô dâu đấy ạ. À. Mọi người yên tâm đúng không ạ? À? Phải như thế chứ. Đúng không ạ? À? Rất chính đáng đúng không ạ? À? Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tay đan tay rót thật mạnh lên tòa tháp hoa lê trong ngày trọng đại hôm nay. Bằng thêm những tràng pháo tay từ phía giòn giã, từ phía tất cả quý vị đâu không ạ? À? Cô dâu ơi, cho tay vào đi. Quý vị thân mến, dòng chảy yêu thương, dòng chảy của hạnh phúc đang được chảy xiết trong hai tâm hồn tuyệt vời vĩ đại nhất trong ngày hôm nay. 50% ly rượu chú rể đã chính thức tìm được nửa cuộc đời còn lại của mình, đó chính là cô dâu yêu quý, người vợ nết na xinh xắn hiền dịu đang đứng bên cạnh bạn. Hôm nay thì xin mời hai bạn tiếp tục rót lên tháp pha lê trong ngày trọng đại. Nó chậm rồi em. Quý vị thân mến, ngay lúc này thì cô dâu và chú rể họ đang tiếp tục truyền tải đi những thông điệp của tình yêu tới tất cả những bàn tiệc trà của toàn thể quý vị. Sẽ là khoảnh khắc tiếp theo với hai ly rượu giao môi mà những người làm chương trình của chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, theo ý nghĩa phong tục tập quán của người Việt Nam nói chung, theo ý nghĩa phong tục tập quán của các vùng miền nói riêng, có những nơi xuất hiện cha khi đưa con gái về nhà chồng, có những nơi xuất hiện mẹ khi đưa con gái về nhà chồng, đặc biệt có những nơi không xuất hiện cả cha lẫn mẹ khi đưa con gái về nhà chồng. Vì vậy, chúng con, những người làm chương trình, mạn phép các cụ các bà cùng với một số các bác, các cô, các chú là không mời đầy đủ song thân song mẫu cô dâu chú rể lên uống với những ly rượu tuyệt vời này, mà chỉ đại diện đó chính là hai nhân vật chính, chủ nhân của hai cánh thiệp hồng. Nếu quý vị đồng ý với chúng tôi, dành thêm một tràng pháo tay để chúc mừng cho họ được không ạ? Xin mời cô dâu chú rể sẽ dùng với hai ly rượu hồng để cùng tay đan tay uống lên bằng những tình cảm, bằng những tình yêu ngọt ngào nhất để trao cho nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Chúng tôi sẽ là nhịp cầu nối yêu thương bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, go! Thực ra thì ý nghĩa phong tục tập quán thì chúng ta luôn luôn phải gìn giữ đúng không ạ? Nếu như mà tổ chức ở tại khu vực phía ngoài kia thì chúng con sẵn sàng mời đầy đủ tất cả song thân song mẫu của hai bên gia đình. Nhưng không gian của chúng ta bây giờ đang rất đầm ấm đúng không ạ? Nếu bây giờ chúng ta lại té ra mà cứ đi mà các cô các chú lại lên trên này thì con nghĩ rằng là...
trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Anh đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng đó
bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Hãy cùng tung hoa cho những sợi tơ hồng tiếp theo. Đó. Được chưa? 1 2 3. Xin chúc mừng một bạn nam may mắn ngày hôm nay, một anh chàng đẹp trai, đúng không ạ? Em tên là Đức Anh ạ. Em hiện nay đang học trường nào? Đang đi làm rồi. Em có người yêu chưa? Hiện tại là chưa. Thông báo với tất cả mọi người, nếu ai mà chưa có người yêu, nhất là các bạn nữ nào thì có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi tiếp nối, được không ạ? Bạn nào đồng ý không ạ? Giơ tay cao cao lên tí được không ạ? Ôi, xin số telephone thì cứ bảo luôn đi. Cảm ơn em rất nhiều. Một anh chàng đẹp trai ngày hôm nay, người bạn của cô dâu chú rể, đã dành tặng một ý nghĩa vô cùng lớn lao, là cô dâu chú rể đã tung hoa. Bạn ấy đã bắt được bó hoa này và bạn ấy sẽ là người kế tiếp. Hy vọng một ngày không xa chúng tôi sẽ kết nối yêu thương dành tặng cho bạn. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Hai bạn vui lòng lui vào tất cả những bàn tiệc để chuẩn bị khai tiệc diệu hồng. Xin mời. Mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Bằng duyên bằng thì, cái ngày mà hai bạn gặp nhau lần đầu là ngày nào? Năm là 2018. Được gần 3 năm rồi đúng không? À được 2 năm, hơn 2 năm. Cơ duyên như nào mà tán bạn ấy trong bao lâu? Cơ duyên. Rồi yêu nhau thì tán bao lâu thì yêu? Tán là ui ôi dài lắm. phải đến 2019. Có thể nào hơn một năm đấy. Đến 18/12 năm 2019. Lúc ý là vì đồng ý thôi. À thế là chú rể cũng gọi là kiên trì đấy, cô dâu nên trân trọng điều này. Em mãnh liệt lắm thì tán được cây. Được. Lần lượt từng người hỏi cô dâu chú rể đi. Hỏi cả dâu chú rể cũng được. Hỏi gì mà mình trả lời được nhá. Nó thế em hỏi cô dâu nhá. Đấy chú trả lời đi. Lý do nào? Đúng rồi, lý do là mà từ lúc nào bạn đồng ý lấy Hoàng? Đúng rồi, người ta hỏi thì đến rồi. Anh nhớ sinh nhật bạn là ngày gì không? Có. Tao cũng nhớ 13/11. 13/11 á? Ừ, 13/11. Rồi. Nào, ai hỏi tôi gì nữa nào? Kỷ niệm nhớ nhất. Kỷ niệm nhớ nhất à? Ừ. Kỷ niệm cầu hôn. Cầu hôn à? Ai kể đi, mình thích đoạn này. Ôi. 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 Có lẽ chú rể đang ngồi rồi. Cầu hôn hồi là bị chít, đâm ra là nhầm chít chỗ, đâm ra là cuối cùng là về quán cà phê. Kỷ niệm rất hay đấy, chú rể có thể kể cho mọi người nghe được không? Cười lắm. Trong cái lúc yêu đương thì có hay giận dỗi nhiều không? Không, chỉ lúc tán thôi, chưa đồng ý thì hơi gì đi thôi nhỉ. Mà đâu đồng ý yêu rồi là không bao giờ. Cũng là một điều tuyệt vời đấy. Thì các bạn có điều gì nhắn nhủ với cô dâu chú rể không? Gì nào? Ok luôn. Yêu thương phải bảo là ok luôn, tao sợ gì mày.
Cô dâu có điều gì muốn nhắn nhủ với chú rể không? Nhắn nhủ gì ạ? Kiếm được nhiều tiền càng tốt ạ. Ngoài ra ạ? Có tiền về phải mang cho mình đầy đủ đúng không? Nộp cấm thuế đầy đủ. Thế là chỉ thích mỗi tiền. Ôi, trả bao nhiêu lần rồi đó? Không, chơi chi mà chẳng biết. Còn chú rể, có điều gì muốn nói với cô dâu không? Điều gì muốn nói thì là cũng làm sao là mong hai vợ chồng không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Đấy, nói chung là yêu nhau mãi. Đồ hoặc bằng lòng. Thì còn sáng năm thì có... Nói chung là... cùng chúc cho hai vợ chồng là làm sao là cuối năm nay 2021 là hai vợ chồng là có tin vui. Vui à? Ok có, thì có nghe. Nghe con được. Chúc hai bạn thật mừng xuôi gió. Rồi. Và thì còn bạn nào có câu hỏi gì nữa với cô rể không? Nào bạn Huyền đi ra vừa hỏi cái gì này? Là chúc bạn bán được nhiều hàng. Chúc bạn nào lấy chồng thì chúc đi. Chúc tất cả bạn ở đây sớm lấy chồng. Giống mình là sớm giống như mình. Tất cả. Dạ. Nhiều quá. Thế chúc bạn Đức Anh cái. À thì có bạn Đức Anh này, ở đấy. Bó hoa giữa rừng hoa này. Bông hoa thơm nhất giữa rừng hoa này. Em thì chưa có dự định cho tương lai nhưng mà cũng chưa biết là lúc nào mà. Thế em có lời gì nhắn nhủ với cô dâu chú rể không? Đúng là rồi bạn là đi lấy chồng rồi thì cũng chúc vợ chồng anh và chồng bạn là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà trong cái gia đình như là hai vợ chồng là trong tương lai là trong sắp tới là không có cãi vã hay gì cả. Đấy. Là sức khỏe của hai người là ổn định. Là sớm sinh công chúa hoàng tử. Đấy đều được. Nhất trí. Đấy. Cái okay. Còn là có mẹ của mọi người là hy vọng là trong sắp tới còn nếu bạn bè chơi thì bảo đừng bắt nạt mình. Mày yên tâm, lúc này có anh đứng ra rồi. Đúng rồi anh. Ok. Là nhỏ, em cũng là sớm thất thoát được cái cảnh sẽ ốm. Ok, okay kết thúc đây nhỉ. Cảm ơn các bạn đã ở trong khu mình. Hi, xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình VTV.